Bão số 9 là cơn bão nguy hiểm nhất trong 20 năm trở lại đây vào miền Trung. Đây là cơn bão mạnh và nguy hiểm nhất từ 20 năm trở lại đây tại miền Trung, chúng ta chủ động thế nào cũng không thể chủ quan, mục tiêu phải bảo vệ an toàn tính mạng của người dân. Đó là nội dung chỉ đạo của phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 9 tại Đà Nẵng. Tại cuộc họp phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, đây là cơn bão mạnh, nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Đặc biệt khi vào bờ biển, nước biển dâng gây ngập, chúng ta không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của các địa phương khi cả hệ thống chính trị đều vào cuộc, lên kế hoạch sơ tán dân, chẳng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền tránh trú. Tuy nhiên đây là cơn bão mạnh và nguy hiểm nhất từ 20 năm trở lại đây tại miền Trung. Chúng ta chủ động thế nào cũng không thể chủ quan, mục tiêu phải bảo vệ an toàn tính mạng của người dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động với phương châm bốn tại chỗ và có sự hỗ trợ vào cuộc của các bộ ngành trung ương, tiếp tục ra soát các tàu thuyền đưa ra khỏi nơi nguy hiểm và tránh trú an toàn, tránh trường hợp vào nơi tránh trú rồi vẫn bị chìm hoặc các tàu thuyền va đập vào nhau mà hỏng. Sơ tán tất cả những người dân tại các cơ sở sản xuất trên biển, trên đảo, không để người dân ở trên các lồng bè. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đảm bảo an toàn trên đất liền khi bão vào, trong đó sơ tán dân là số 1 đảm bảo an toàn cho các công trình, hạ các giàn giáo đang xây dựng, tháo các biển quảng cáo xuống, cấm người dân ra đường khi bão vào. Đảm bảo an toàn cho hồ đập đê điều, đặc biệt là vận hành an toàn hồ chứa. Chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão, sạt lở đất ở khu vực miền núi của miền Trung và Tây Nguyên. Đề nghị khẩn cấp tập trung ứng phó giảm thiểu nhiều nhất thiệt hại về người và tài sản, Phó Thủ tướng nói. Báo cáo tại cuộc họp ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy Văn cho biết. Dự báo đến 10 giờ ngày 28 tháng 10, trên đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định có gió cấp 11, 12, giật cấp 15, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Gió trên đất liền từ Đà Nẵng, Bình Định cấp 11, 12, giật cấp 15, Thừa Thiên Huế, Phú Yên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, Con Tôm, Gia Lai cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa cấp 6, cấp 7, giật cấp 10. Từ nay đến 29 tháng 10, từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa 200 đến 400 mm trên đợt, Bắc Tây Nguyên mưa 100 đến 200 mm trên đợt, từ ngày 28 đến 31 tháng 10, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh mưa 500 đến 700 mm trên đợt, Quảng Bình, Quảng Trị mưa 200 mm trên đợt. Đây là cơn bão mạnh nhất rất nguy hiểm cho trung bộ từ 10 đến 20 năm nay, ông Cường nhấn mạnh. Ông Trần Quang Hoài Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Phó trưởng ban, tránh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, kế hoạch sơ tán dân của các địa phương được thực hiện rất quyết liệt. Từ các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, dự kiến sơ tán hơn 448.000 người trong khu vực nguy hiểm. Thời gian hoàn thành vào 17 giờ đến 19 giờ chiều ngày 27 tháng 10. Trong đó, Quảng Nam có hơn 129.000 người, hiện đã hoàn thành sơ tán gần 43.000 người. Quảng Ngãi hơn 94.000 người, Bình Định hơn 96.500 người, Phú Yên hơn 27.650 người, Thừa Thiên Huế hơn 67.800 người và Đà Nẵng hơn 32.620 người. Hiện tại một số khu vực tập trung du khách như Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Quy Nhơn Bình Định, chính quyền địa phương đã thông tin cho khách du lịch biết thông tin về bão để chủ động phòng tránh. Bão số 9 di chuyển nhanh cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng. Do di chuyển nhanh nên sẽ ảnh hưởng đến ngoài khơi và ven bờ sớm. Từ đêm nay ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Hệ quả của bão số 9 gồm tổ hợp liên hoàn. Gió mạnh sóng lớn trên biển có thể lên đến 10 mét, nước biển dâng, mưa lớn và gió mạnh trên đất liền và cuối cùng là gây lũ trên các lưu vực sông. Nguy cơ ngập úng cao tại khu vực trũng, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Từ đêm nay đến ngày 29 tháng 10, ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm trên một đợt, Bắc Tây Nguyên từ 100 đến 200 mm trên một đợt. Ngoài ra các tỉnh miền Bắc duy trì lạnh về đêm và sáng, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, đặc biệt xảy ra vào chiều tối. Sau đây là phần dự báo cho các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 28 tháng 10. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ trong khoảng từ 17 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, từ chiều tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 33 độ. Hà Nội trời nhiều mây, sáng sớm có mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 28 độ